Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là NHT của Robot. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ làm một cái video riêng về robot Dragon ha. Thì các nội dung mà mình mang đến trong video này sẽ bao gồm là tìm ra setup mạnh nhất cho Dragon, cũng như là đi tìm 6 Dragon ha. Rồi, thì đối với cái setup hiện tại mình đang trang bị, đó chính là cái setup đầu tiên mà Dragon mới ra mắt, cũng như là cái setup bá nhất lúc đó ha, là 3 khẩu súng Rust và 3 khẩu hiệu đốt. Thì để xem rằng cái setup này trong video ngày hôm nay nó còn mạnh hay không. Thì nói chung thì mỗi trận mình sẽ chơi một setup khác nhau ha. Thì tổng cộng có thể là 2-3 setup gì đó. Có thể là bộ bộ này, hoặc là bộ Blind, hoặc là bộ băng, cái bộ súng mới á. Thì nói chung thì khá là nhiều ha. Hút máu thì mình chưa có, nhưng mà hút máu thì sẽ ngon nha. Còn về bộ lockdown thì lúc trước mình đã có làm rồi, cho nên trong video này mình sẽ không có làm nữa đâu. Đấy, nói chung là mình sẽ so sánh những cái bộ như kiểu như là Rust với Hildop này, đem so với khẩu Blight và khẩu Morana thì phải. Để mình xem khẩu là khẩu gì nha. Rồi, là Morana. Thì khẩu nào là khẩu hợp nhất khi trang bị cho con Dragon ha. Thì do là hiện tại là cái con Dragon này nó đã đưa vào trong cái thẻ dữ liệu xanh bạc rồi, cho nên là có khá là nhiều bạn đã mở ra được con Dragon rồi ha. Dành cho anh em nào mà chơi Dragon thì anh em có thể xem setup ha. Thì mình theo mình á, thì setup mà ngon cho con Dragon thì sẽ là Blight. Blight sẽ phù hợp để chơi lâu dài. Còn mà anh em nào mà chưa có thì anh em cứ xài tạm những cái bộ vũ khí nào anh em có thì anh em cứ xài thôi. Khi nào có điều kiện thì hãy sản xuất và săn 6 cây Blight cho con Dragon ha. Rồi, thì nói chung là Dragon thì mình thấy mùa này chơi cũng tạm anh em ơi. Nếu trên răng cao thì hơi đuối, nhưng mà nó có một cái lỗi khá là nguy hiểm. Và cái lỗi đó thì khiến cho con này nó trở nên hơi bị bá đạo luôn. Đó chính là lỗi khi năng lượng nha. Anh em nào mà gặp cái lỗi này rồi thì anh em comment bên dưới cho mình biết ha. Thì cụ thể thì cái lỗi này sẽ khiến cho con Dragon nó sẽ trở nên bất bại luôn, không thể bị phá hủy khi năng lượng, mặc dù là cái khi năng lượng nó đã hết đồ bền rồi, nhưng mà đạn vẫn không thể bắn xuyên qua được khi năng lượng của nó. Và cái lỗi này thì thường nó sẽ duy trì trong khoảng 5-6 giây, rồi sau đó chúng ta sẽ tấn công được con Dragon, rồi cứ sau đó một khoảng thời gian thì nó lại tiếp tục áp dụng cái lỗi nó lên con Dragon nữa. Anh em nào mà gặp cái trường hợp giống như mình nói thì comment ở bên dưới ha. Rồi, thì lần lượt thì mình sẽ chơi từng setup cho con Dragon, và mình sẽ chơi cỡ 2-3 trận gì ha. Và trước khi mình vào mình chơi như thế thì mình sẽ đi đến với phần review xưởng luôn nha. Rồi, xưởng của bạn trong video ngày hôm nay là xưởng của bạn Nông Dân Bậc Thầy 1 ha. Clan OC gì đây, may mắn. Bạn này mình thấy quen quen ta. Hình như lúc trước bạn có trong clan của mình thì phải. Rồi, thì đây là thông số của bạn này nha. Rồi, mình sẽ xem xưởng của bạn ấy. 3 tầng xưởng luôn ha. Rồi, mình sẽ xem xưởng 1 nha. Titan thì là Titan Rook. Rook thì bộ này cũng được, 2 la 1 lửa. Rook level 135. Rook thì mùa này chơi cũng ổn ha. Để bắt những con sniper như kiểu như là con Newton này, hoặc là con Ultimate Admin thì sẽ khá là khỏe. Rồi, nó cũng một phần nào đó là đỡ được đạn đuổi từ Eiffel, bởi vì nó có khiên ha. Mùa này thì nó chỉ ngán những con như kiểu như là Indra, hoặc là Luchador, hoặc là con Rook khác, khi mà tụi nó sử dụng một con lửa thôi. Còn lại thì Rook sẽ khá là khỏe trong những cái pha giao tranh ha. Rồi, về phần module thì bạn ấy set hai cái TRA, một cái Damage Controller, một cái tăng sát thương. Ok, xịn luôn, hợp lý. Rồi, kỹ năng của phi công Nessarik. Nhiều cái skill không được ổn ha. Đấy, những cái skill mà bạn ấy tăng lên bậc vàng là những cái skill ngon rồi nè. Nè, chuyên giáo giáp ngon nè. Còn những cái như kiểu đấu sĩ hạng nặng, người di lý, đầu nóng, người thông thái thì những cái skill này mình thấy nó không ngon nha. Mình nghĩ là bạn nên thêm cho nó những cái skill mà mình nói sau đây nha. Tăng sát thương gây ra cho Titan là 1 nè.
tăng tốc độ di chuyển là 2 đi. Rồi tăng cái độ bền khiên vật lý là 3. Sửa chữa độ bền mỗi giây thì bạn ấy đã có rồi, cho nên là bạn thêm cái tăng tăng độ bền cho con rút nữa nha. Thêm cái gì ta? Nó nhiều cái tăng độ bền lắm, cái tăng độ bền mà nó giảm cái độ bền khiên thì phải, mình cũng không nhớ nữa. Thì nói chung là bạn nên ưu tiên tăng máu cho rút ha. Rồi, nói chung là rút như vậy là ổn rồi nha. Về phần con Fujin Ultimate thì mình thấy con này nó không mạnh đâu. Nếu như bạn muốn xài con này thì mình thấy nó không ngon lắm nha. Nhưng mà nếu như đã có đồ Ultimate thì bạn cứ xài thôi. Nhưng mình nâng khá chát đó. Rồi full bộ này thì mình thấy tạm ổn, sức mạnh thì tầm trung thôi, không có mạnh quá. Rồi về phần module á, thì mình nghĩ bạn nên thêm cho nó một cái IA đi. Để mà khi mà hai cái RA nó max rồi á, thì nó sẽ giúp cho con Fujin nạp được thêm cái IA nữa. Thì khi mà bạn max được cái IA thì bạn sẽ kháng được một số hiệu ứng, nó sẽ có lợi ha. Fujin thì bây giờ nó chỉ ngán những con cận chiến như kiểu Senlao hay là con Ochokochi nè, hoặc là Raptor. Cho nên nếu như mà bị cận chiến ám sát mà bạn xài luôn con Dron đó thì cũng vui ấy. Tụ hủy rồi chết lôi luôn kẻ địch chết theo ha, cũng được. Nhưng mà nếu như vậy thì bạn chơi module Fairship đi. Bạn lắp quá nhiều RA thì mình nghĩ bạn không cần phải xài module hồi máu nữa đâu. Với là nội tại của con Fujin nó cũng là hồi máu được mà, cho nên cũng không cần phải sử dụng module hồi máu đâu nha. Rồi tiếp theo là con Bahulin. Bahulin thì hai khẩu fan bao, một cái no fan bao và một cái fan bao thường. Đây là một setup mà mình thấy nó khá là mạnh cho con Lin ha. Rồi Vicom thì thấy chuẩn rồi nè, module chuẩn nha. Được thì bạn chơi hồi máu hoặc là Fairship. Rồi Drone là Castro thì không có gì để chê rồi. Về phần skill, ok. Skill 1 ổn nè, skill 2 ok luôn. Skill 3 thì không ngon lắm. Skill 3 mình nghĩ bạn nên thêm cho nó là sát thương đi. Skill 4, nếu như bạn yêu thích tốc độ thì bạn có thể chọn cái này. Hoặc là lựa chọn khôn ngoan hơn thì bạn có thể là chọn tăng tốc độ và giảm sát thương. Hoặc là không tăng tốc độ, bạn chọn tăng sát thương hoặc là tăng độ bền. Mình thấy con này nó hiếu độ bền với là hiếu thở máy nha. Nói chung là ok, nói chung là ổn nha. Tùy bạn thôi, bạn thích chơi nó chơi gì thì bạn sẽ chọn cho nó cái kỹ năng phi công đó ha. Tiếp theo là Fenrir. Fenrir với bộ này à, 2 băng 1 DK. Nói chung về sốc đam thì mình thấy nó không phải là quá sốc đam, nhưng mà nó sẽ có hiệu ứng và nó sẽ hỗ trợ khá là tốt. Nói chung thì sát thương mình thấy nó cũng từ tầm trung đến cao. Và về phần module thì là set chuẩn rồi nha. Hồi máu hoặc là Fairship là hai module ngon nhất cho con Fenrir. Drone Reviver, để mình xem Reviver hình như là nó sẽ tăng độ bền. Rồi hồi máu, tăng điểm thủ khi mà kích hoạt kỹ năng của Reviver ha. Rồi tăng tốc độ, độ bền thấp tăng tốc độ chiến giáo giáp. Thêm cho nó cái chàng trai cứng rắn và thợ máy. Rồi, Retro Reset, full bộ Retro Reaper à. Ui, sao bạn có được cái set này hay vậy? Nói chung set này là quá mạnh rồi, không có gì phải chê. Rồi, module set chuẩn nha, mắt soi hả? Mắt soi thì thêm cái thợ máy, nâng cái thợ máy này lên cao cao một tí nha. Và thêm cái nữa là sau khi kích hoạt kỹ năng Reset sửa chữa độ bền, thì đó chính là hai cái skill hồi máu mà bạn cần để mà cho con Reset khi mà bạn dùng mắt sau nha. Rồi thì nói chung là như thế. Shoutout là ổn cho Reset nè. Hoặc là bạn có thể trang bị Castro nếu như bạn có thêm Castro ha. Rồi Typhon 4 Cybertech Hatchet, đây là một setup rất là mạnh cho nên mình cũng không nói nhiều quá. Module thì bạn set chuẩn rồi, có thể sử dụng hồi máu hoặc là Fairship. Manny, ok, chàng trai cứng rắn ma quỷ. Bạn chơi Typhon Joss, ok luôn, ngon đó. Typhon Joss thì bạn thêm cho mình một chút về khiên năng lượng và sát thương vũ khí nha. Rồi còn Drone thì bạn có thể sử dụng con Drone Reviver hoặc là những con Drone hỗ trợ khóa chặn mục tiêu hoặc là tăng sát thương cho robot nha. Rồi đó, thì đó chính là phần review xưởng trong video ngày hôm nay nha. Trở lại với setup của Dragon một tí ha, thì trong video này mình sẽ đánh giá setup và sau đó sẽ là phần gameplay của Dragon với setup đó. Thì mình sẽ chủ yếu là để gameplay chứ mình không có bình luận gì thêm ha.
Và trước khi vào gameplay thì mình sẽ phân tích một tí về vũ khí setup trong trận đó nha. Thì trong cái trận sau này sẽ là cái trận mình chơi cái set này. Và trước khi vào á thì mình cảm thấy cái bộ này bây giờ nó yếu thật sự luôn á. Lý do mà nó yếu á là do sát thương ở đầu ra của ba cây súng thiêu đốt thì nó đã không cao rồi. Hiện tại meta bây giờ thì khá là nhiều robot có khiên trắng cũng như là khiên năng lượng các kiểu rồi. Với lại á, là điểm yếu lớn nhất của cái vũ khí này ở điểm hiện tại là nó đã bị nerf. Nerf về cái gì? Nerf về tốc độ tấn công. Từ đó thì suy ra được là cái độ tích lũy hiệu ứng rush của nó cũng sẽ yếu lại luôn nha. Và kèm theo đó thì tầm bắn của nó cũng đã thu hẹp lại từ 600m xuống còn 500m. Thì mình thấy bây giờ thì nó không còn đáng để mà chúng ta đầu tư nữa đâu. Và sau đây sẽ là phần gameplay của nó nha.
đến với setup thứ hai là setup full bộ ply mà mình đang sử dụng, thì là Eldritch ply. Thì đối với mình á, thì đây là setup một trong những cái set mạnh nhất cho con Dragon. Khi mà chúng ta nói về cái độ shock dam cũng như là cái độ ngon, độ hiệu quả và cái độ phê khi mà chúng ta sấy cái bộ này ha. Thì nói chung bộ này là cái bộ mà chúng ta đã có thể là sở hữu được rồi. Và anh em chỉ cần tìm khẩu fly thôi. Đấy, fly thì bây giờ mình nghĩ chắc cũng dễ kiếm thôi. Đấy, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào gameplay của bộ vũ khí fly này ha. We'll be right back.
Và setup thứ ba của chúng ta sẽ là setup Morana ở đây ha. Tuy là mình chưa up hai khẩu này lên thì nó sẽ không ngon bằng hai cái bộ trước, nhưng mà mình vẫn sẽ đưa ra đánh giá chính xác về bộ này thông qua những cái trận gameplay. Thì mình thấy bộ này sát thương thì nó cũng tương đối là tầm trung đến cao, và độ hiệu quả lớn nhất của nó chính là cái lợi ích mà nó mang lại cho team ha. Thì khi mà bộ này mà đi chung với team thì cái tốc độ nạp hiệu ứng của nó được xếp vào là cực nhanh. Khi mà chúng ta tạo hiệu ứng đóng băng lên đa mục tiêu thì khi mà chúng ta đi chung cùng với đồng đội thì nó sẽ hiệu quả cao hơn, cao hơn là không qua fly. Nhưng mà fly thì nếu chúng ta đi đơn lẻ thì nó sẽ rất là ngon và nó mang lại lợi ích cho cá nhân. Còn về phần rush và đóng băng thì nó sẽ mang tính tập thể hơn ha. Rồi, và bộ này thì nó sẽ hợp để tấn công những con robot có điểm thủ hoặc là tanker, bởi vì nó sẽ khiến cho kẻ địch bị dính hiệu ứng bơm nổ và đóng băng. Điểm yếu của bộ vũ khí này là tốc độ nạp đạn còn hơi bị hạn chế, cũng như là cái độ thông minh của đạn không quá đáng kể. Khi mà tấn công ở tầm từ 500m trở lên, nếu như kẻ địch di chuyển với tốc độ quá cao thì đạn sẽ không mấy là bắn trúng được kẻ địch đâu ha. Rồi, thì sau đây sẽ là chọn gameplay có liên quan đến setup này nha.
Và rồi, trước khi kết thúc video thì mình sẽ nói một tí về nội dung mình định làm trong thời gian sắp tới ha. Anh em nhìn anh em biết gì không? Dragon nạp một đống hiệu ứng lên cho địch. Lần lượt chúng ta sẽ có hiệu ứng gì đây? Ở đây sẽ là hiệu ứng kết hợp bơm và băng thì chúng ta đã có được hai hiệu ứng rồi. Tiếp theo là hiệu ứng lockdown là chúng ta sẽ có ba hiệu ứng ha. Hiệu ứng thiêu đốt, 4 hiệu ứng. Hiệu ứng làm chậm, 5 hiệu ứng. Hiệu ứng rush kết hợp với giảm điểm thủ thì chúng ta sẽ có 7 hiệu ứng. Và mình thêm một cây súng bơm nữa. Cây súng bơm này sẽ giúp cho mình nạp bơm nhanh hơn, thì bơm nó sẽ cho phép chúng ta kích liên tục nha. Rồi, thì chưa dừng lại ở đó. Về phần con drone, nó cũng sẽ giúp mình nạp luôn hiệu ứng là suppression, counter suppress là 8 hiệu ứng và counter blink là 9 hiệu ứng. Bên cạnh đó thì mình sẽ trang bị cho nó module death mod để có được 10 hiệu ứng. Và cuối cùng sẽ là tàu mẹ mute là tàu mẹ kích hiệu ứng EMP, là tổng cộng mình sẽ có 11 hiệu ứng khi chơi gameplay của Dragon. Anh em thấy như thế nào về cái câu chuyện này? Thì anh em thử xem setup như thế này, ý tưởng như thế này thì sao? Anh em comment bên dưới nha. Và có thể là trong một khoảng thời gian sắp tới thì mình sẽ làm về nội dung như thế này để tấu hài thử xem là team bạn sẽ phản ứng như thế nào nha.